Đây là vườn hoa cuối mùa hè của nhà Thủy. Hoa vẫn còn rực rỡ rất là đẹp dưới nắng ấm, nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi, khi mà nhiệt độ xuống đến 0 độ thì hoa cỏ đều bị rụi hết. Cho nên bây giờ vẫn còn thưởng thức được thì cố gắng mà thưởng thức những cái gì mà mình có cho đến khi trời lạnh. Tại vì bây giờ là đã gần giữa tháng 9 rồi, cuối tháng 9 là nhiệt độ xuống dưới 0 độ, và như thế thì rau cỏ và hoa đều tàn rụi hết. Hoa đẹp nhưng mà cũng sắp hết mùa rồi đó quý vị. Thì cố thưởng thức những gì mà mình có thể cho đến lúc mà trời lạnh xuống.